TV256 xin mến chào quý vị. Trên hình ảnh đó thì quý vị thấy đây là ông thiếu tướng Lê Mã Lương. TV muốn nhắc đến ông là vì hôm nay là ngày 14 tây tháng 3 năm 2023. Ngày 14 tây tháng 3 năm 1988 là cái ngày mà giặc tàu tàu hải quân của giặc tàu đó, nó đánh chiếm đảo Gạc Ma, làm sao mà quên được. TV256 từng từng thấy cái đoạn phim mà ngày 14 tây tháng 3 88, đoạn phim mà giặc tàu nó đưa ra ở trên YouTube. Đến ngày nay thì gần như mình tìm không được, mình tìm không thấy, nhưng lẽ dĩ nhiên có một số người người ta vẫn gọi là người ta vẫn có cái record đó. Thì cái câu chuyện này nó liên quan đến tướng gọi là Lê Mã Lương, tại vì chính tướng Lương đã nói rằng khi mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ cho rằng đây là một cuộc hải chiến, đây là họ còn viết sách ra gọi là vòng tròn bất tử nữa, nhưng mà sự thật nó không phải là cuộc hải chiến, nó là một cuộc thảm sát thì đúng hơn. Tại vì đó, tướng Lê Mã Lương đó đã từng nói rằng cái người mà ra lệnh đó là cái ông Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Lúc đó, năm 1988 thì Lê Đức Anh chính là Bộ trưởng Quốc phòng, đã ra lệnh cho tướng Lê Mã Lương là không được nổ súng. Không được nổ súng để mà 64 binh sĩ Việt Nam bị chết, bị tử trận, bị tử, đại khái là bị thảm sát, bị giết chết. Thì hôm nay đó thì TV256 đó sẽ trình bày cho quý vị nghe tại sao có cái cuộc như vậy, tại sao có cái cuộc gọi là không có gọi là được phép nổ súng để mà làm thảm sát 64 chiến sĩ như vậy. TV256 phải phanh phui ra cái vụ này, mà chính vì cái vụ này á mà tướng gọi là Lê Mã Lương đã bị gọi là Nguyễn Phú Trọng đã bị gọi là Bộ Chính trị gọi là xử rất là nặng đó. Bây giờ khui ra là thay vì tướng Lê Mã Lương là một anh hùng, thấy không? Ngày hôm nay tướng Lê Mã Lương rồi là sắc bắt sang bang, bị xử tới 5 cái tội luôn. Đó, câu chuyện nó xảy ra là như vậy đó. Thì TV256 cho quý anh chị em coi nè, là bắt đầu á thì đây là bà mẹ có những đứa con mà đi hải quân bị tuẫn tiết ở trong cái trận đánh mà Gạc Ma nha, trận thảm sát Gạc Ma. 14 tháng 3 1988, thảm sát Gạc Ma hay hải chiến Gạc Ma. Vào rạng sáng ngày 14 tháng 3 1988, Trung Quốc đã đưa hàng loạt chiến hạm được trang bị súng ống nặng tấn công các bãi đá ngầm Cô Linh, Rang Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nằm trong chủ quyền của Việt Nam. Với lực lượng khổng lồ, Hải quân Trung Quốc đã bắn chìm hai tàu vận tải HQ-604. Đây đó, đây là những cái đoạn phim của giặc tàu nó đưa ra ở trên YouTube và người ta copy lại được. Đây là lúc mà nó bắn vào cái chiếc mà HQ gọi là 604 đây nè. Mình nhớ rõ là cái hình ảnh của chiếc HQ 604 bị bắn vào cái đạn nó đưa hình chữ V đây nè. Mình vẫn còn nhớ. Và HQ-605 của Việt Nam và chiếm đóng bãi đá ngầm Gạc Ma. Lực lượng Hải quân Việt Nam chỉ được trang bị súng nhẹ vì không dự trù đụng trận. Những làn đạn phòng không 37 ly bắn xả liên tục vào các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt mạng một cách uất ức
vì họ được lệnh từ cấp trên đưa xuống là không được nổ súng chống trả lại. Là nhân chứng và là người sống sót trong trận chiến Gạc Ma, ông Nguyễn Văn Thống cho biết, bên mình lúc ra đi. Đúng là vậy đó. Đúng là vậy, mình thấy những cái mà những cái họng súng mà nó bắn vô 64 người lính đó, đây này. Đây cái đây là lúc mà nó bắn vô đó. Nó bắn được vô phép nổ súng phản công thì đó là một cuộc thảm sát. 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã bị Hải quân Trung Quốc thảm sát với sự cấu kết với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra, ai là người đã ra lệnh cho các chiến sĩ Việt Nam không được nổ súng? Tại sao lại có sự im lặng tuyệt mật về cuộc đánh chiếm đảo Gạc Ma của quân Trung Quốc? Đó, đây là ông Lê Đức Anh nè. Đại tướng Lê Đức Anh nè, là đã người ra lệnh với thiếu tướng Lê Mã Lương đó là không được nổ súng đó. Tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại ra lệnh không được nổ súng chống trả lại quân đội Trung Quốc và tới nay vẫn không một lời giải thích? Tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại bằng mọi cách ngăn cấm người dân tổ chức cái lễ tưởng niệm ghi ơn những chiến sĩ anh hùng đó? Đó là những câu hỏi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lời trước nhân dân. Theo tướng Lê Mã Lương và Nguyễn Khắc Mai, chính ông Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thời đó, là người đã ra lệnh không được nổ súng, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam bị sát hại, khiến biển đảo của quốc gia bị rơi vào tay quân xâm lược phương Bắc. Để giờ đây, đảo Gạc Ma bị Trung Quốc xây dựng thành một trong những tiền đồn kiên cố, giúp cho Bắc Kinh mở rộng thêm sự... Theo nó xây dựng rồi là nhà cao tầng ở đây nữa nè. Rồi sân máy bay rồi đó. Từ bành trướng ở Biển Đông, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh còn nói không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như những tấm bia sống. Đó là một hành động, phản quốc. Trận chiến đã qua, nhưng sự uất ức của những người lính bị tước quyền bảo vệ biển đảo của đất nước vẫn còn đó. Một nén hương, một lễ tưởng niệm là việc tối thiểu mà nhà cầm quyền Việt Nam phải dành cho họ. 14 tháng. Bây giờ đó, TV256 cho quý vị em chịu coi cái đồng băng này. Ông Lê Mã Lương, ông bị giống như là ông bị tước quyền á. Ông bị cũng như là bị đi vì cái vấn đề mà ông dám tuyên bố rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng ra lệnh như thế. Mời quý vị coi nha. Quân Cuba sau này đổi thành E-25. Tôi nói liền, quân Cuba không hề được giao nhiệm vụ ở địa bàn Trường Sa và Trường Sa cũng không phải là quân Cuba. Còn anh nói anh nhận lệnh của Bộ Quốc phòng mà lại không trúng nữa. Bởi theo cơ chế, nguyên tắc thì người nhận lệnh trực tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không phải là tư lệnh quân khu, quân đoàn. Còn cỡ sư đoàn trưởng cũng không được nhận lệnh mà anh chỉ là E trưởng thì tư cách gì mà nhận lệnh của Bộ Quốc phòng? Nhưng mà nên nhớ, làm sao mà tướng Lương biết điều đó? Tướng Lương phải nhận được cái điều đó, không biết từ đâu. Bây giờ nói rằng tướng Lương không thể nào mà nhận lệnh được từ Bộ Quốc phòng. Nhưng mà tướng Lương biết được cái tin đó. Nói vô căn cứ, vô trách nhiệm quá. Các ông đời trước đã chết, ông Vin dựa vào để nói thì đâu có được. Nếu anh còn cùi như thế thì tôi sẽ ra tận Bộ Quốc phòng đề nghị thanh tra lại toàn bộ vụ ở Điện Biên mà Lương chấm mút được của Đảng, Nhà nước đã kê trả. Lương chấm mút được của Đảng và Nhà nước. Bây giờ là cái thời buổi rồi là tố cáo gọi là thiếu tướng Lê Mã Lương. Đấy, tôi nói để anh tự khắc phục chứ không có ác ý gì. Còn khi đúng dự đoán của tôi thì tôi sẽ ra Trung ương đề nghị Bộ Quốc phòng thanh tra mấy vụ tiêu cực ở Điện Biên mà trước đây báo chí đã chữa cháy cho hắn đấy. Tôi nói tôi không dọa anh, nhưng nói cho anh biết sai mà sửa chữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, hôm qua anh là anh hùng, nhưng ngày nay anh có thể là tội phạm. Chuyện tướng Lương... Sự thật đó là ông Lê Mã Lương này được phong tặng một người anh hùng đó. Rốt cuộc bây giờ đó đưa qua tay Nguyễn Phú Trọng là thê thảm luôn.
Tại vì đó tướng lương chỉ có cái tội đó là nói lên sự thật thôi. Nói lên sự thật là không có được phép nổ súng gì đó là lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Đơn giản vậy thôi. Sẽ còn là chủ đề nóng trong thời gian tới. Thấy không? Chủ Quý đề vị nóng. Thân mến, để kết thúc video này, chúng tôi xin trích lại một lời dạy của cổ nhân. Tướng soái ngồi trong màn trướng mà quyết thắng ngoài trăm dặm. Khi chiến tranh xảy ra thì hào khí Việt Nam mới bộc lộ, mới là lúc cần dụng võ chứ không cần khoe khoang, giống như bông lúa chắc hạt luôn lặng lẽ cúi mình. Chả biết nó nói gì nữa đây. Mà rõ ràng mình thấy bây giờ là có ông Nguyễn Phú Trọng ông dính vô nữa là mình thấy cái cuộc đời của tướng gọi là Lê Mã Lương bây giờ bị đè xuống dưới bùn, bùn dơ. Mà trong khi đó tướng Lê Mã Lương là một vị anh hùng đó nha. Bây giờ ổng hồi nào tới giờ ổng ra ổng công trận dữ lắm, ổng mới được thăng lên cái cấp tướng. Chỉ vì cái tội là nói sự thật thôi, nói lên cái sự thật thôi. Từ đâu mà ổng có cái tin gọi là đại tướng gọi là Lê Đức Anh gọi là không có cho phép nổ súng. Mà sự thật có ông mới nói chứ, làm sao mà không có được. Đó, cho quý vị anh chị em thấy đó, trong cái thế giới của Cộng sản đó, toàn là bịp bộm, bưng bít, dối trá, không có chấp nhận sự thật. Khi mà sự thật mà nó tổn thương đến uy danh của ông đại tướng là cũng không được. Cái sự thật đó không được, đúng không? Sự thật đó là phải vào tù, đúng không? Ngày hôm nay bây giờ mình biết rằng là Thứ tướng Lê Mã Lương là đang bị ở trong tù á. Mình nghĩ ông ta đang bị ở trong tù á. Có Nguyễn Phú Trọng dính vào rồi thì lẽ dĩ nhiên là phải ở trong tù thôi. Tháng 3 1988, 14 tháng 3 2021, 33 năm, người dân Việt Nam không quên và sẽ không bao giờ quên cuộc thảm sát tại Gạc Ma. Và câu hỏi từ suốt 30... Cái này đó là cái phim này chắc là nó có từ năm 2021 rồi. Bây giờ 2023 thì đại khái mình lên trên internet mình search ra thì mấy cái ngày 2023 nó cũng có nhiều cái cảnh mới của nó để mà coi như là mình phía mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chuyên môn cứ nói là hải chiến không à. Hải chiến mà không có tiếng súng bắn qua bắn lại. Chỉ có một tiếng súng là giặc tàu nó đánh, nó bắn vô tàu mình rồi nó bắn mấy cái người mà đang ở trên đảo Gạc Ma. Nó 64 chiến sĩ bị bắn như vậy. Chứ đâu có bắn qua bắn lại đâu mà hải chiến. Mà cứ nói là vòng tròn bất tử. Cái vòng tròn này là vòng tròn tự tử á. Tự tử chứ bất tử gì. Vòng tròn tự tử thì đúng hơn. Không phải là vòng tròn bất tử đâu. Thành ra mình phải soi cái lịch sử của thằng Cộng sản. Thằng Cộng sản chuyên môn là dối gạt người dân không à. Bây giờ lại tìm cách để mà hãm hại cái tiếng nói trung thực của tướng Lê Mã Lương. Mình chỉ hy vọng là ông Lê Mã Lương ông thoát được thôi chứ không, mình nghĩ không còn hy vọng đâu. Đưa vào tay Nguyễn Phú Trọng là Lê Mã Lương tiêu rồi đó. Không, mà Nguyễn Phú Trọng là một cái thằng tham nhũng quyền lực mà. Khi mà nó làm tham nhũng quyền lực thì nó còn làm bất cứ chuyện gì cũng được hết. Nó sẵn sàng là nó như con khỉ đột rồi nó đạp lên điều luật đảng rồi là điều lệ đảng là tổng bí thư chỉ làm được 2 nhiệm kỳ thôi. Nó sẵn sàng nó đạp điều lệ đảng để mà nó làm tiếp cái nhiệm kỳ thứ 3. Rồi quý vị nghĩ như thế nào? Một cái thằng như vậy đó, nó giống như con khỉ Trường Sơn thôi.
khỉ ở ngoài rừng nó đâu có biết điều lệ đảng, điều luật đảng gì đâu, mà ngày nay nó cũng đã 80 tuổi rồi, nó quá cái tuổi để mà có thể mà điều hành cái đất nước, nhưng mà nó vẫn ham quyền cố vị. Người dân đã cho nó rồi là thêm nửa nhiệm kỳ của tổng bí thư, xong cái nửa nhiệm kỳ nó xin xong nửa nhiệm kỳ nó làm thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa. Có thể là mình thấy rõ ràng cái hình ảnh man rợ của Nguyễn Phú Trọng, phải nói như vậy. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Đây là 14 tháng 3, mình nghĩ nói như đây là đủ rồi, cho đồng bào với mấy anh em nhớ đến cái ngày 14 tháng 3 mình bị cướp mất cái đảo Gạc Ma, rồi cướp cái đảo mà Cô Linh, rồi đảo Cô Len gì nữa đó. Rồi, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.